bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ nhà hàng. Các chương trình đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được khách sạn này tổ chức thường xuyên ở tất cả các bộ phận. Nội dung đào tạo chuyên sâu gắn với thực tế công việc để mỗi nhân viên đều được trau dồi kỹ năng, đảm bảo chất lượng dịch vụ luôn đạt chuẩn 5 sao quốc tế. Để có chất lượng dịch vụ tốt, phải có một đội ngũ nhân lực tự tin, chuyên nghiệp, từ kỹ năng nghiệp vụ đến tinh thần, thái độ làm việc. Với chúng tôi, để thành công, tất cả các dịch vụ cung cấp phải đến từ tâm và trái tim người phục vụ. Kế hoạch chương trình đào tạo đã được chúng tôi xây dựng từ rất sớm, phù hợp với từng thời điểm để không có bất cứ ảnh hưởng gì đến du khách. Cùng với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, các khách sạn cũng quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phục vụ yêu cầu ngày càng cao của du khách. Chính sách kích cầu hấp dẫn, chất lượng dịch vụ được đảm bảo là những yếu tố quan trọng để giữ chân du khách ở lại lâu hơn và quay lại nhiều lần hơn với du lịch Quảng Ninh. Thì về dịch vụ mình thấy rất là tốt, đồ ăn thì ngon, rẻ, hợp lý. Cam kết là chất lượng, mặc dù giảm giá khuyến mại và sử dụng các gói combo nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và vẫn đảm bảo uy tín của khách sạn, không có là giảm hay cắt bớt những cái mà chất lượng, ví dụ như bữa ăn sáng vẫn đạt chuẩn, ngày cuối tuần thì cũng không tăng giá. Để cam kết giảm giá nhưng không giảm chất lượng được thực hiện nghiêm túc, cùng với ý thức trách nhiệm, sự chủ động của mỗi đơn vị kinh doanh du lịch, các ngành chức năng cũng tăng cường công tác giám sát, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, bảo vệ hình ảnh du lịch Quảng Ninh, điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn.